Shop Phạm Huấn lại quay trở lại. Xin chào tất cả các bác, các anh, các chị nhé. Lại quay lại với shop. Đấy thì cũng như thường lệ thì ngày nào shop em cũng lên những cái video cập nhật những cái mẫu hàng mới để về phục vụ quý cô bác và các anh, các chị. Đó, bác nào lần đầu ghé qua kênh thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ cũng như nhấn chuông đăng ký để tiếp nhận những cái video mới của shop em về cập nhật những cái mẫu hàng. Đấy thì hôm nay em có một ít cái đèn Makita này, rồi là đèn LED ngọc này, rồi bơm Haiti, rồi rất rất nhiều những cái mẫu sản phẩm. Hôm nay về được một ít cái nước hoa bốt này, đó, rồi bình pha trà này, đó, rất nhiều các mẫu sản phẩm nhá. Anh chị em nào quan tâm đến mẫu sản phẩm nào thì cứ liên hệ với shop qua các cái số hotline trên màn hình đây, hoặc là kết bạn Zalo gửi hình ảnh thì nhân viên bên em sẽ tư vấn và chốt đơn cho các bác. Đấy, các bác yên tâm đặt hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Đấy, cái quyền lợi của các bác là nhận hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán tiền nhá. Đấy, lưu ý các bác một chút. Đó thì hàng lỗi thì bên em có thể có chính sách đổi trả. Thứ hai là các bác nhận hàng thì các bác phải kiểm tra với ship, đồng kiểm với ship, tránh cái trường hợp thiếu hàng hay là hàng lỗi, hàng hỏng thì để bên em xử lý và giải quyết luôn nhá. Đấy thì bác nào lần đầu ghé qua kênh thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ cũng như nhấn chuông đăng ký để tiếp nhận những video mới nhất bên shop em cập nhật về những cái mẫu hàng mới. Đấy, để các bác không phải chờ đợi lâu nữa, đi vào giới thiệu chi tiết luôn cho các bác cái dòng sản phẩm bên em đang cập nhật nhá. Đây là các cái số hotline bên em nhá. Các bác nào có nhu cầu mua sắm thì liên hệ với shop qua các số hotline trên màn hình đây. Kết bạn Zalo gửi hình ảnh nhá. Đầu tiên thì em đi giới thiệu cho các bác cái này là cái đèn Makita, hàng của Nhật, Makita của Nhật này. Thì nó sẽ gồm một cái thân đèn như này. Một cái thân đèn như này nha các bác nhá, một cái đèn này. Đây là các cái số hotline bên em này. Bác nào có nhu cầu mua sắm thì liên hệ với shop qua các cái số hotline trên màn hình nhá. Kết bạn Zalo gửi hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho nhân viên bên em để có chốt đơn nhá. Đấy, đầu tiên thì em lên cho các bác cái này là cái đèn Makita. Đèn Makita hàng của Nhật nhá. Đó, con này thì nó đến tay các bác sẽ gồm một đế sạc này, một cục pin và một đèn. Đèn này nó dạng đèn là đèn LED. Đèn LED thì nó siêu sáng luôn. Nó có 3 dãy bóng này, mỗi dãy là 4 quả, tổng 16 quả. Nó siêu sáng, sẽ tạo cho một cái không gian sáng choáng luôn. Đấy, nhà các bác mất điện, mất đóm thể sử dụng để ăn cơm, ăn nước cho con, gia đình sinh hoạt tại con cái học hành. Hoặc các bác đi có thể mang ra vườn, ra tược, có thứ trang trại đều sử dụng được hết. Khi mà các bác sạc pin, cái này pin của con nó đầy thì các bác sẽ dùng nó từ 7 đến 8 tiếng một cục pin này luôn nhá. 7 đến 8 tiếng một cục pin này. Bình thường thì em có bán theo cái này, nó có cả quạt cơ, nhưng mà mùa này mùa đông rồi em không bán quạt. Thì các bác có thể sử dụng mua cái này, sau này sang năm nó nóng em bán quạt thì các bác lại là sử dụng để quạt tích điện luôn. Hàng này hàng tích điện nhá. Đấy, dùng rất ok, hàng của Nhật này. Và đây, hàng nó là hàng của Nhật. Nó là 50Hz và made in Japan như này. Và cái này thì nó là hàng Nhật xuất thì nó sẽ sử dụng điện 220. 220 điện của mình thì các bác sử dụng bình thường rất là ok, ngon lành luôn. Đó thì bên em bán với cái giá là 520k, hôm nay còn mấy cái thôi. Bán cho các bác là 480k. 480k thì các bác lên mã cho em là cái đèn Makita. Đèn Makita 480k. 480k cho một cái đèn Makita. Rồi tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác cái dòng này là cái dòng dây LED ngọc này. LED này em ký hiệu là LED ngọc. Con này nó sẽ là điện của nó sẽ dùng điện 220 này, có bảng, có bộ điều khiển này, điều khiển lên xuống ngang dọc tùy các bác này, hoặc chế độ màu là các bác ưa thích này. Và cái này nó chịu nhiệt chịu nước này, rất tốt luôn, nên có dùng ngoài trời thì thoải mái ok. Nhưng con này lưu ý các bác là nó không có ổ cắm, mà nó sẽ cắm vào ổ USB hoặc cắm vào cái ổ điện xanh thì em vẫn bán cho các bác để các bác sử dụng đó. Con này dài của nó là 10m. Bên em sẽ phân phối cho các bác là 150k và bao ship cho các bác nhé. 150k và bao ship cho các bác cái LED ngọc này. Các bác lên mã cho em LED ngọc 150k. 150k và bao ship cho các bác cái LED ngọc. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng tỉa lông mũi cơ bên em. Chất liệu của nó, đấy thì là lông bò đấy. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái tỉa lông mũi này. Cái này là tỉa cơ này. Tỉa cơ này. Đấy, người ta gọi là màu vàng đấy. Tỉa cơ này, cái này thì các bác sẽ dùng để tỉa lông mũi này. Các bác cho nhẹ nhàng vào mũi và cứ bóp nhẹ nhàng như này giúp em thì những cái lông mũi nó sẽ đứt ra mà nó không bị đau. Chứ mà các bác cứ bóp mạnh, càng giật mạnh thì nó giật lông ra, vừa không đứt lông mà lại rất là đau. Nên các bác sử dụng cái con tỉa lông mũi này. Đấy, và nó đựng trong cái hộp nhôm rất xịn sò như này. Đó, bên em bán là giá 80.000, hôm nay phân phối cho các bác còn 50.000 để cho các bác sử dụng nhá. Đó.
Tiếp theo đó thì hôm nay em về được cái bẫy chuột thông minh này, cái bẫy chuột thông minh này. Đấy, nhà bác nào cũng có chuột, chuột nào nó rất là bực mình luôn, nó ăn gặm nhấm những cái đồ dùng trong gia đình mình rất là bực mình luôn. Đó nha, thì đây đơn giản nó dễ sử dụng, các bác cho tí mồi vào cái này. Đấy, nó phập mạnh như này thì chuột to, chuột bé, chuột nào cũng dính vào thì cũng chết luôn. Nên em phân phối giá là 20k cho một cái bẫy chuột. 20k cho một cái bẫy chuột thông minh này nhá, 20k cho một cái bẫy chuột thông minh. 20k cho một cái bẫy chuột thông minh này nhá. Các bác lên mã cho em bẫy chuột thông minh 20k. Tiếp theo thì phục vụ chương trình cuối năm dọn dẹp nhà cửa, sửa sang cây cối, thì bên shop em có về cho các bác một cái ít cái là cái này là cái kéo cắt cành. Kéo cắt cành hộp đỏ hàng của Nhật nha các bác nhá. Kéo này là kéo liền thân. Đó, kéo đúc liền thân và lò xo chữ V siêu bền luôn, siêu bền, siêu xịn, siêu mịn luôn. Ấy thì bình thường đang bán là 250k. Hôm nay còn một ít thanh nhí nốt cho các bác 200k một cái con kéo cành hộp đỏ như này. 200k một cái kéo cành hộp đỏ như này nha các bác nhá. 200k còn có mấy con chỗ này thôi. Đấy, giá rẻ giật mình luôn. Bây giờ cuối năm rồi, em bán xả kho thu hồi vốn để nghỉ ngơi Tết nhất đến nơi rồi. Không có gì thay đổi thì chỉ còn hơn 30 ngày nữa hơn 30 ngày nữa là Tết rồi. Đó, hơn 30 ngày nữa là Tết rồi các bác ạ, nên là các bác tranh thủ đi. Đấy thì em bán xả kho 200k cho một cái con kéo cành hộp đỏ này. Để các bác về các bác cắt cành, tỉa cành, dọn dẹp nhà cửa, tỉa cây, tỉa cối để đón không khí Tết. Ra Tết thì mùa xuân đến thì các bác lại trồng cây, trồng cối. Con này cắt cành, tỉa cành rất là ok và ngon lành nhá. Đó, 200k cho một cái kéo cành hộp đỏ. Tiếp theo đó thì hôm nay em về được một cái ít nước hoa bót này. Nước hoa bót, bót là một trong những cái thương hiệu nước hoa nổi tiếng của Anh. Mùi của nó rất là nhẹ nhàng, ngọt, mùi thì mùi ngọt nhá, nhẹ nhàng, thơm. Dung tích của nó, của cái chai này thì nó sẽ là 100ml cho một cái lọ nước hoa như này nhá. 100ml cho một cái lọ nước hoa này. Nếu các bác lấy đây, em có hai loại. Một loại là nước hoa trà leo cũng 100ml. Đấy, hai cái mùi này tương tự nhau, hai cái mùi này tương tự nhau nhá. Con này thì của trà leo là của Pháp, của Pháp, còn cái này con này là của Anh. Bót là của Anh, trà leo là của Pháp, thì các bác sử dụng cái con nào rất ok. Bên em thì sẽ bán hôm nay bình thường là bán 230k đấy. Hôm nay thanh lý cho các bác còn 170k và bao ship cho bác một cái lọ nước hoa. 170k và bao ship cho các bác một lọ nước hoa này nhá. Bao ship cho các bác lọ nước hoa này. Khi mà các bác có thể mua combo hai lọ này, bên em sẽ bán cho các bác 320k và bao ship cho các bác hai cái chai nước hoa này để các bác sử dụng, và các bác có thể thay đổi mùi hương, hôm nay dùng mùi này, mai dùng mùi kia. Và mùa này thì chuẩn bị đến mùa nồm, quần áo nó cũng không được thơm tho như mùa hè, thì các bác sử dụng cái con nước hoa này cho em rất là thơm mát, như dịu dàng nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng bơm cây vàng bên em. Bơm cây vàng bên em hàng Santalay của Nhật, made in Japan. Con này các bác dùng để bơm xe máy, xe đạp thoải mái luôn. Nó là dòng bơm cây, bơm tay, có đồng hồ báo này, hàng vô cùng chắc chắn và xịn sò luôn. Đó, nên các bác qua dùng, mua con này dùng nó siêu bền luôn, hơi rất mạnh, chỉ bơm vài cái là hơi đã căng luôn. Bên em thì đang bán là 250k, cũng còn mấy cái nữa thanh ní nốt 200k để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, cuối năm rồi nên là bán nhanh chóng, còn cái gì là bán thu hồi vốn để nghỉ Tết nhá. Đấy, chứ quay đi quay lại Tết đến nơi rồi. Đó, thì các bác yên tâm nhá, các bác yên tâm sử dụng con này nhá. 200k cho một cái bơm cây vàng. 200k cho một cái bơm cây vàng. Hà Nội gọi cái gì nhé. Tiếp theo em giới thiệu cho các bác cái bình pha trà bên em, dung tích là 100ml, thì có hai màu, màu đen và màu trắng, màu đen và màu trắng. Thì các bác dùng màu trắng thì dùng, mà dùng màu đen thì dùng. Nếu các bác nào không nói màu nào thì bên em sẽ bốc ngẫu nhiên trắng với đen. Đó, hai màu này thì đẹp như nhau, chất lượng thì đều như nhau. Hàng này là hàng inox này, đế có lót cao su để tránh trơn trượt này. Cái này nó cũng giữ nhiệt này, cũng giữ nhiệt này, các bác pha trà rất là ok luôn nhá. Mùa này mùa nóng, mùa rét này các bác lên pha trà để uống này, rất là tiện luôn nhá các bác nhá, rất là tiện lợi, dễ sử dụng luôn. Đó, thì đây nó sẽ là mở nắp như này và các bác sẽ cho trà vào đây, nó sẽ lọc nhá, cái khay này, khay lọc trà này. Đấy, các bác lọc trà này, đấy bên trong nó inox hai lớp, lớp trong lớp ngoài nên dùng rất là ok luôn. Các bác dùng rất là ngon lành, tiện lợi luôn nhá. Đó, bình pha trà thì các bác lên mã cho em là bình pha trà, thì các bác lấy màu nào thì các bác báo, còn không thì em sẽ nhặt ngẫu nhiên
bình pha trà bên em thì bình thường đang bán là 250k, hôm nay xuống cho các bác 190k và bao ship luôn, bao ship cho các bác cái bình pha trà này nhá, hai màu trắng đen, bác nào lấy màu nào thì báo, còn không thì em sẽ nhặt ngẫu nhiên để cho các bác nhá. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh, chất lượng thì như nhau, không có gì khác biệt cả, nên là các bác dùng thì các bác yên tâm cái vấn đề đấy nhá. Tiếp theo thì hôm nay em phải giới thiệu cho các bác cái tẩy xanh. Tẩy xanh này là cái này tẩy son nồi, tẩy bếp, chuyên tẩy đồ inox nhá. Chuyên tẩy đồ inox nhá các bác nhá. Tẩy xanh, chuyên đồ inox. Chuyên tẩy inox nhá. Rồi rửa bếp, rửa cọ son, cọ nồi luôn. Đấy, giá chỉ có 30k. 30k cho một cái lọ tẩy xanh này. 30k cho một cái lọ tẩy xanh này. Các bác lên mã cho em tẩy xanh 30k. Rồi tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái đồng hồ này. Cái đồng hồ bật lửa này. Cái này các bác có thể làm quà biếu tặng cũng rất là ok luôn. Đồng hồ bật lửa này. Đấy, màu vàng rất sang xịn mịn nhá. Khi mà các bác nhận hàng thì các bác bơm ga vào đây giúp em. Bơm ga vào đây và các bác sử dụng nhá. Phải bơm ga. Hàng này chưa có ga. Bên em chưa bơm ga vì bơm ga vào nó dẫn đến tình trạng cháy nổ khi vận chuyển. Bơm ga vào các bác sử dụng nhá. Đó, con này thì đang bán những hơn 200 đấy. Hôm nay thanh lý cho các bác còn có 130k thôi. 130k và bao ship cho các bác cái đồng hồ bật lửa. Các bác lên mã cho em đồng hồ bật lửa 130k. 130k. Rồi tiếp theo thì lại còn mấy cái combo thắt lưng ngựa vàng này. Ngựa vàng này. Đó, mặt của nó là mặt con ngựa vàng. Thì gồm một thắt lưng và một ví. Một thắt lưng và một ví đựng trong cái hộp như này. Thì các bác có thể làm quà biếu tặng thì cũng rất là ok, xịn sò luôn. Đó, 240k cho một cái bộ thắt lưng ngựa vàng này nhá. 240k cho một cái thắt lưng ngựa vàng hay là ngựa cam cũng được. Đấy là tùy các bác. Đấy, bán 280 còn mấy bộ thanh lý nốt. Cuối năm này còn cái gì là xả kho thanh lý hết luôn nhá. Thanh lý xả kho hết 240k cho một cái thắt lưng ngựa cam. Thắt lưng ngựa cam nhá. Thanh lý hết cho các bác luôn. Rồi tiếp theo thì còn cái ít cái bóng đèn đôi này, bóng đèn đôi này, bóng đèn đôi, hàng này là có dùng hàng, nó là bóng LED, độ sáng cao và tiết kiệm điện, dùng siêu bền luôn. Đó thì nó có hai quả thì có 100k thôi, 100k bao ship cho các bác nhá. Bóng đèn đôi các bác nên là lên mã cho em là bóng đôi 100k bao ship luôn cho các bác, bóng đôi 100k bao ship nhá, 100k bao ship cho một bóng đôi hai quả, một to một nhỏ này nhá, một to một nhỏ cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái ổ điện vàng này. Ổ điện vàng bên em, hàng này chống va đập nhá các bác nhá. Chống va đập này. Hàng này có đèn báo và chống va đập, các bác lém đập ok luôn, không lo vỡ, không lo chảy xước luôn. Dùng được cả chân tròn lẫn chân dẹp. Giá là chỉ có 100k và bao ship, 100k và bao ship luôn. 100k bao ship cho các bác nhá. Rất ngon lành dễ dàng này. Rồi còn mấy cái kìm tuốt là dây điện này, vừa kìm tuốt dây điện Kabushi này, bán 70.000, này thanh lý nốt 50k. Còn hai cái thanh lý nốt nhá, bác nào nhanh tay thì được, chậm tay thì hết nhá. 50k bao ship luôn cho các bác này. Đó. Rồi là kéo cắt gà của Nhật này, kéo cắt gà của Nhật. Đấy, kéo cắt gà to của Nhật 200k. 200k cho một cái kéo cắt gà to của Nhật nha, bao ship các bác biết là em bán 270k đấy. Thì các bác quan sát này, con gà con kéo này, lưỡi của nó rất dày như này, ôm lưỡi. Đấy, rất nhiều công dụng, cắt gà, cắt thịt, cắt xương. Cái đầu này làm vẩy cá này, cái đầu này ăn ghẹ mở bia này. Ok chưa? Ngon lành chưa? Chất thép cao cấp không gì luôn, 200k. 200k cho một cái kéo cắt gà to, các bác lên mã cho em kéo cắt gà to 200k, thanh lý nốt cho nó hết luôn. Rồi tiếp theo còn một con đèn pin siêu sáng này. Còn một con duy nhất siêu sáng nha, các bác nhận hàng đây. Đằng sau của nó là cái hệ thống sạc pin, thì các bác đẩy cái lẫy này ra giúp em. Đẩy lẫy này lên và sạc pin ở đằng sau. Đèn pin siêu sáng luôn, rất sáng luôn nha, rất sáng luôn các bác ạ. Đây là cái lẫy của nó này, đấy siêu sáng này, sáng vừa sáng chóe này. Đó, còn một con duy nhất này thôi. Chỉ còn một con duy nhất, nên là đèn pin cô gái. Bên em là đèn lên mã là đèn pin cô gái. Đang bán là 350k. Hôm nay còn một con duy nhất, bán cho các bác 280k. 280k và bao ship luôn. Còn một con bác nào nhanh tay thì được, chậm tay thì hết nha. Nhanh tay thì được, chậm tay thì hết. Ok, một con duy nhất thôi. Đó, các chế độ chỉnh này, chỉnh sáng, chỉnh tối này. Chỉnh sáng, chỉnh tối này. Ok chưa? Đó, 280k, một con duy nhất. Bác nào nhanh thì còn, chậm thì hết nha. Cái này thì nói chung là còn cái gì là thanh lý thôi, chứ không còn nhiều, hàng không còn nhiều luôn. Đèn pin cô gái, các bác lên mã cho em đèn pin cô gái. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái dòng thớt xanh bên em. Thớt xanh chất liệu là nhựa ABS, nhựa siêu bền, có răng cưa như này, chống trơn trượt, thái thiếc thoải mái luôn. Các bác chuyên thái đồ ăn chín vào đây cho em. Đấy, một mặt đồ rau riếc, một mặt là đồ ăn chín, dùng xong rửa sạch sẽ, treo lên rất là ngon lành luôn. Chỉ có
Chỉ có 70k một cái thớt xanh này thôi nhá, 70k một cái thớt xanh này thôi nhá. Các bác mua ở đâu được cái giá rẻ như này, 70k một cái thớt xanh này. Còn mấy cái thanh lý nốt nhá. Bây giờ còn cái gì thanh lý cái đấy nhá. Còn cái gì là thanh lý cái đấy luôn. Cho các bác luôn. Đấy rồi, tiếp theo thì còn mấy cái bộ chày cối hàng inox này, chày cối hàng inox bán 330k, hôm nay thanh lý cho các bác còn 270k để bao ship này. Đó, 270k bao ship này, hàng made in Germany của Đức, hàng của Đức nhá. Nặng hơn 1 cân luôn, nặng hơn 1 cân luôn thì các bác dùng giã cua, giã cái, giã tỏi, giã ớt có lắp đậy như này để tránh bị bắn ra ngoài. Dùng rất là ngon lành, ok luôn. Đó. Đây cái kho, cái video hôm nay em toàn xả kho thanh lý thôi. Xả kho thanh lý thu hồi vốn nha. 330k đấy, hôm nay thanh lý xuống còn 270k. 270k và bao ship luôn nhá các bác nhá. Giá chưa từng thấy ở đâu rẻ bằng luôn. 270k cho một cái cối chày inox. Cối chày inox 270k. 270k cho một cái cối chày inox. Tiếp theo thì bông tăm này, có mấy hộp bông tăm hàng của Nhật này. Đó, hàng hộp này của nó rất nhiều luôn, hộp này của nó 200 que luôn nhá. 200 que luôn. Làm bông hàng tinh chế này, 40k. 40k cho hộp bông tăm này, 40k cho hộp bông tăm. Hàng thì rất nhiều luôn đấy các bác ạ, nhưng mà không có thời gian để quay nhiều để up lên cho các bác xem thôi, chứ còn hàng thì rất nhiều luôn, vô biên hàng luôn nha các bác nha. Rồi em còn mấy cái bật lửa Zippo thanh lý nốt này. Thanh lý nốt mấy cái bật lửa Zippo này. Một thanh lý nốt mấy cái bật lửa Zippo hàng của Mỹ này các bác này. Có cái thời gian sản xuất từ 1932 đến 1997 luôn. Zippo của Mỹ nha. Zippo của Mỹ các bác có thể làm quà biếu tặng các thứ được, ok luôn. Đấy, hôm nay thanh lý nốt cho các bác. Còn mấy cái thanh lý nốt cho các bác 50k. 50k cho một cái bật lửa Zippo này. 50k cho một cái bật lửa Zippo. Có đen trắng đỏ nhá. Đấy, các bác đây còn mấy cái đó. Nhanh tay thì được nhá. 50k thanh lý nốt dọn kho cho nó sạch luôn. Đấy, hàng thì thôi còn rất nhiều. Nhưng mà em xin phép dừng video ở đây. Anh chị em nào có nhu cầu mua sắm thì cứ liên hệ với shop qua các cái số hotline trên màn hình. Kết bạn Zalo gửi hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho nhân viên bên em. Đấy, hàng rất nhiều luôn, rất nhiều. Thì hôm nay là cái video thanh lý, có những số, một số mặt hàng còn, một số mặt hàng hết. Bác nào nhanh tay thì được, mà chậm tay thì hết nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.